Trời trời, người ta đi ngủ hết rồi thế còn đứng đấy làm gì à? Con nhìn xem, anh ngủ ngon đúng không? Hả? Thế còn đứng đấy làm gì? Hả? Anh có phải anh ngủ giường của con không? Có sao đâu, giống nhau mà, con qua kia ngủ đi. Hả? Không được à? Ừ, thế rồi đi ra đây mẹ thay cho con cái giường mới. Mẹ cho con một ngủ cái giường mới cho sạch ha. Đây này, con nhìn xem. À, có cái giường mới này sạch chưa? Ê, vừa mát đấy chưa? Đúng rồi, nằm xuống xem. Ê, mát thoải mái đúng không? Cả nhà ơi, mùa hè đến rồi. Cún rất là sợ nóng nha cả nhà. Cả nhà đã chuẩn bị giường như mùa hè cho các bé chưa? Zalo mua hàng 0974809436 nha cả nhà ơi.